Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã tiếp tục trở lại theo dõi kênh của My. Hôm nay nhân một Phật đản, My xin tiếp tục làm cái video kể về những cái đức tính phi thường vĩ đại của Đức Phật. Và hôm nay My xin chia sẻ kể về cái hạnh thanh tịnh tuyệt đối của Đức Phật để cúng dường lên người và một Phật đản. Chắc chắn là có rất là nhiều người chúng sanh của chúng ta sẽ không không biết được là Đức Phật của chúng ta giữ được cái hạnh thanh tịnh tuyệt đối liên tiếp suốt 500 kiếp. 500 kiếp trước khi người trở thành một bậc giác ngộ vĩ đại, một bậc giác ngộ tuyệt đối hoàn toàn. Đó là một sự thật mà rất là nhiều người không biết, không tin, hoặc là mình nghe mà mình cảm thấy nó ngoài sức tưởng tượng ha, ngoài sức tưởng tượng của mình không thể tưởng tượng được ha, và dẫn đến là mình sẽ không tin. Đó thì thật sự là Đức Phật của chúng ta suốt 500 kiếp liên tiếp, người đã giữ được cái hạnh ha, người đã thực hành cái hạnh là giữ giới, không nhiễm ái dục, đây thật sự là một hạnh rất là phi thường, mà không ai có thể nghĩ đến, chứ đừng nói là làm. Thật sự đây là một cái hạnh mà nếu mà chúng ta không được nghe giáo lý ha, không gặp được một cái vị chân sư mà có được cái lòng tôn kính Phật tuyệt đối ha, và người đã tìm hiểu ha, và người đã suy nghiệm ra, người đã nghiên cứu ha thật kỹ về cái cuộc đời lịch sử Đức Phật, thì chúng ta sẽ không có được cái thông tin này. Mà chúng ta không biết được cái thông tin này thì đó thực sự là một điều ha, một cái điều mà nó rất là kinh khủng, tại vì sao? Tại vì chúng sanh của mình thì thường cái ái dục ha, chính là cái bản năng của con người, và cái chúng sanh của chúng ta là chúng ta cho đó là cái bản năng tự nhiên ha, để duy trì nòi giống, rồi tự cho mình là cái quyền hưởng thụ ha, rồi chúng ta bào chữa, chúng ta tìm kiếm ha nhiều cách, nhiều lý do, nhiều nguyên nhân ha, để mà biện hộ cho cái việc mà thỏa mãn cái bản năng ái dục ha của con người. Đó thì vì chúng ta không hiểu ha, chúng ta không hiểu được là thực sự cái sự thanh tịnh ha tuyệt đối của Phật nó mang đến một cái phước, không tưởng. Đó là giúp cho chúng sinh ha giữ được cái sự thanh tịnh ha cho bản thân mình ha. Thì khi mà ai mà tin tuyệt đối ha, tin tuyệt đối rằng Phật là một
bậc thánh, một bậc giác ngộ thanh tịnh tuyệt đối suốt 500 kiếp, thì người đó sẽ có cái phước là người đó sẽ tự họ vượt qua được những cái cám dỗ, những cái nghiệp luyến ái ái dục về tình cảm. Họ có được một cái tâm hồn, một cái thân tâm đoan chính trong sạch, và từ từ họ sẽ có một cái nội tâm là kiên định có được những cái chánh kiến, những cái chánh tư duy giúp cho cái đẳng cấp của bản thân họ, cái nhân cách, cái gọi là cái tầm cao đạo đức của họ sẽ được nâng lên rất là nhiều, nâng lên rất là nhiều. Đây là một sự thật mà rất ít người biết và rất ít người tin cái điều này. Thì nếu mà chúng ta không tin thì chúng ta thiệt thòi cho bản thân mình, chúng ta thiệt thòi cho bản thân mình, vì đây là một cái chân lý, về Đức Phật vĩ đại của chúng ta, giống như là một cái chân lý là mặt trời thì mọc ở hướng đông, mặt trăng thì mọc từ hướng tây. Đó, đây là một cái chân lý. Khi ai mà xem được cái video này của My thì thật sự là các bạn phải giống như là chúng ta trúng được cái vé số Vietlott, trúng được cái vé số Vietlott. Nếu mà chúng ta tin cái điều này thì nó sẽ cứu cuộc đời của mình ở kiếp này và những kiếp sau, mà chúng ta phải tin tuyệt đối nha, không hề có cái sự nghi ngờ, không hề có cái sự hoài nghi về cái điều này, thì cuộc đời của các bạn sẽ lật sang một trang mới về cái chuyện tình cảm, và về cái trí tuệ của mình, là mình sẽ trở nên là một người mà mình sẽ dễ tiếp thu những cái điều mà nó đúng với nhân quả, những cái điều mà các bậc thánh đã dạy, và để lại những cái giáo lý, những cái đạo lý mà khó hiểu khó hiểu người bình thường họ nghe họ buồn ngủ, nhưng mà khi chúng ta nghe thì chúng ta lại tiếp thu được và chúng ta tin được những cái điều mà nó đúng với nhân quả, đúng với chánh pháp, đúng với đạo lý, thì đây thật sự là một cái điều rất là may mắn, cực kỳ may mắn, một cái món quà vô giá một cái phước rất là lớn, công đức rất là lớn cho chúng ta, giúp cho cuộc đời của chúng ta là từ nay sẽ đi được đúng hướng đúng hướng theo cái chánh pháp, theo cái dòng nhân quả. Và cũng xin chúc mừng các bạn là đang theo dõi cái video này, thì mi mong là từ nay mình sẽ tin vào cái điều này, và bên cạnh đó thì mình cũng tuyên truyền và chia sẻ và nói cho thêm rất là nhiều người nghe biết và hiểu về cái điều này. Và cái điều này khi mà chúng ta tiếp thu nó sẽ sinh động và nó sẽ xúc động nó sẽ ăn sâu vào cái tiềm thức của chúng ta hơn. Nếu mà chúng ta xem cái bộ truyện tranh Đỉnh Núi Tuyết do tiến sĩ Thượng Tọa Thích Chân Quang biên soạn, chúng ta có thể mua ở số 28 Hoàng Diệu, quận Phú Nhuận, và ở trên YouTube thì cũng đã có phát những cái video
về cái cuộc đời Đức Phật. Đó là cái chuỗi video là bộ truyện tranh Đỉnh Núi Tiết cho đến tập 6, tập 7 gì đó mà nói về cuộc đời, lịch sử cuộc đời Đức Phật. Đó thì các bạn có thể xem thì các bạn sẽ hiểu được là sẽ có một cái đoạn mà nói về cái sự thanh tịnh tuyệt đối của Đức Phật của chúng ta. Thì có nhiều người ha, trong cuộc đời này á thì mình có gặp rất là nhiều người mà họ bị họ bị nặng nghiệp về ái dục ha, nặng nghiệp về ái dục. Là những người đó là họ bị bệnh nghiện tình dục nè, nghiện tình dục, hay là những người mà họ làm những cái công việc mua bán ái dục ha, mua bán ái dục rồi lận đận tình cảm nè, đau khổ tình cảm, bị lụy tình, bị yếu lòng, bị nhu nhược, vân vân. Đó thì chắc chắn ha, một trong những cái nguyên nhân mà gieo cho họ mang cái nghiệp nặng ái dục này ha, là chính vì họ không được hiểu ha, và không được biết về cái bí mật này. Đó cho nên là có rất là nhiều người ha, họ hiểu lầm ha, họ hiểu sai về lịch sử Đức Phật ha, về cuộc đời Đức Phật, hay là về các bậc thánh như là Đức Mẹ Maria nè, rồi rất rất nhiều những cái bậc thánh ha khác mà chúng ta nghĩ là các bậc thánh cũng giống như là người phàm mình ha, cũng giống như chúng sanh mình. Thì đó là một cái sai lầm và một cái tội trong cái ý nghĩ của mình, nhưng mà đó là một cái tội rất là kinh khủng ha, rất là lớn, rất là lớn. Thì những người mà như thế á, nếu mà chúng ta ngoan cố á, chúng ta không tin, chúng ta u mê, chúng ta ngang bướng ha, chúng ta lì, chúng ta không tin, chúng ta cho là đạo Phật là hư cấu ha, huyền thoại ha, về cái lịch sử cuộc đời Đức Phật ha, để tô vẽ để làm cho cái sự ra đời của Đức Giáo Chủ của đạo Phật là thật là tuyệt vời lung linh ha, thì mình lại mắc thêm một cái tội rất là nặng. Có nghĩa là đó là một cái điều chân lý ha, mà mình phủ nhận ha, mình không tin, thì cái tội của mình rất là kinh khủng, là từ từ mình sẽ bị bệnh nặng ái dục ha, nặng ái dục, bế tắc đau khổ cái chuyện tình cảm ha, bế tắc đau khổ chuyện tình cảm, rồi mình dần dần mình sẽ có cái hướng là mình hướng về cái cách cái những cái hoạt động mà nó nặng về cái ái dục ha, như là cái loài thú ha, cái loài thú. Thì My hay là My có làm một cái video về chủ đề là tiết dục để được giàu sang và hạnh phúc đó. Thì My có nói một cái đoạn để giải thích về cái sự thanh tịnh của Đức Phật và Đức Mẹ Maria đó. Thì mời mọi người sẽ xem lại cái chuỗi video đó ha, tiết dục để được giàu sang và hạnh phúc đó. Thì hôm nay thì My muốn dành riêng cái video này để My nói rõ hơn ha, về cái hạnh thanh tịnh tuyệt đối của Đức Phật chúng ta. Thì chúng sanh của chúng ta thì có ai mà dám ha, can đảm ha, mà chúng ta nhìn thẳng ha, khi mà chúng ta đi chúng ta gặp một cái
người nữ đẹp hoặc là một người nam thanh tú ha, mà đúng gu của mình đó, thì mình sẽ có cái xung điện ha, đó là cái điện mà âm và dương ha của cái giới tính ha, nó sẽ làm mình rung động ha, mình rung động trước một cái người ha, mà mình thích trước một cái người mà khác giới tính của mình, thì mình sẽ bị hấp dẫn nè, mình sẽ bị thu hút ha, mình sẽ bị thu hút đó. Rồi mình lớn lên thì mình cũng sẽ bị lôi cuốn ha, theo cái chuyện tình cảm ha, cái chuyện mà ái dục ha, rồi luyến ái vân vân ha, rất là đau khổ. Tất cả những cái đau khổ ha, của chúng sanh ha, hầu hết là cái chuyện mà ái dục ha, nó chiếm một phần rất là lớn trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta đó, đúng không? Thì đối với Đức Phật của chúng ta thì người lại vượt qua được ha, cái bản năng gọi là bản năng tự nhiên ha, của con người ha, của con người, người đã giữ được cái thân và cái tâm của mình ha, trong sạch thanh tịnh tuyệt đối suốt 500 kiếp. Suốt 500 kiếp thì mình có thể tưởng tượng được không ha các bạn? Đó, thậm chí là trong cái cuộc đời của mình ha, khi mà mình lấy chồng mà mình gặp một cái người chồng ha, mình yêu phải một cái người mà không tốt ha. Đó, rồi người ta mình và người đó ha không có đi cùng nhau nữa, thì rất là ít người nào mà có thể ở vậy ha, không có lấy thêm chồng nữa ha. Có người thì ở vậy nuôi con, còn có người thì chưa có con thì mình có thể ở vậy tính già ha. Thì thử hỏi là cuộc đời này có được bao nhiêu người, có được bao nhiêu người, tại vì chúng ta sẽ bị cái nghiệp ái dục ha, nó chi phối, và cái bản năng ái dục ha, bản năng ái dục nó là một cái bản năng mà nó ăn sâu trong cái tiềm thức ha, của con người chúng ta, cái tâm sinh lý của con người chúng ta rồi, cho nên là nó giống như là cái việc mà chúng ta phải ăn cơm ha, chúng ta phải uống nước hàng ngày đó, để chúng ta duy trì cái sự sống của chúng ta, nó gần như là như thế ha. Đối với những cái người mà họ ủng hộ về cái ái dục ha, tình dục học đó, thì họ cho rằng là cái việc mà thỏa mãn tình dục là nó mang lại sức khỏe gì đó, nó giải stress ha, bớt căng thẳng, rồi vân 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 đó, thì họ bao biện cho cái sự mà thỏa mãn ha, ái dục của con người đó. Nhưng chúng ta phải nghĩ rằng thực sự đó cũng là một cái nhu cầu ha của con người chúng ta. Nhưng mà tại sao Đức Phật của chúng ta ha lại có thể giữ được cái thân tâm mình ha trong sạch ha, trong suốt 500 kiếp như thế? Khi mà chúng ta chỉ một kiếp này thôi, chúng ta cũng không thể làm được ha. Có rất là nhiều người không thể làm được, hầu hết là 99% ha, là không làm được, không làm được, chúng sanh không làm được. Thì thử hỏi là Đức Phật của chúng ta đã làm cái hạnh đó ha, suốt 500 kiếp liên tục như thế, suốt 500 kiếp liên tục như thế, thì thật sự đó là một cái điều mà chúng ta ha, với cái trí tưởng tượng và cái trí tuệ bình thường ha, của con người chúng ta không thể nào mà tưởng tượng được ha, không thể nào tưởng tượng được là người có một cái ý chí ha, sắt đá phi thường, và người phải là một người mà thật sự có phước ha, là người từ ha, bao nhiêu trăm kiếp ha, người đã phát nguyện ha, làm những cái hạnh nguyện vĩ đại như thế nào ha, vì chúng sanh, xả thân vì chúng sanh, yêu thương muôn loài,
rồi bao nhiêu cái hạnh nguyện ha, bí mật ha, phi thường vĩ đại ha, vì chúng sanh như thế nào để người ha, có được cái phước mà giúp cho người có thể giữ được ha, cái thân tâm ha, trong sạch tuyệt đối như thế. Thì thật sự là mi xem cái video đó thì mi như là bừng tỉnh ra ha, như là bừng tỉnh ra. Tại vì là mi làm cái video này mi cũng muốn cúng dường Phật, và mi cũng muốn sám hối, mi cũng muốn sám hối là trước đây mi cũng có cái suy nghĩ là nghi ngờ về cái, mi không có nghi ngờ, à xin lỗi, là mi mi có cái sự là gọi là có cái thắc mắc ở trong đầu của mình là như thế này. Thì mi xem cuộc đời Đức Phật, lịch sử Đức Phật ha, mà được viết rất là sơ sài, và những cái bức tranh hay những cái bức tượng ở trong chùa thì mô tả là Phật là có vợ có con đó. Thì lúc nhỏ thì mi nghĩ là Phật cũng trước khi thành Phật thì Phật cũng có gia đình, thì vậy thì Phật là không có trong sạch hay là sao đó. Thì mi cũng đã từng có cái câu hỏi như thế ha, trong đầu của mi thật sự là có, nên là mi sẽ sám hối. Và vì lúc đó là mình không có ai, không có một cái vị chân sư nào ha nói rõ về cái lịch sử cuộc đời Đức Phật, như sư phụ của mi là thượng tọa, tiến sĩ thượng tọa Thích Chân Quang đó, cho nên là mình không biết ha, mình không biết, mình không có người nào giảng cho mình nghe cái điều này, nên mình không biết, nên mình nghĩ như thế, mình nghĩ như thế đó. Thì khi mà mình vô tình mình nghĩ như thế thì giống như là đây là cái bệnh chung của con người rồi, thì chúng ta hay suy bụng ta ra bụng người đó, chúng ta nghĩ cái điều đó xong rồi chúng ta nghĩ xấu về cái người đó mà thực sự họ không có, hay là chúng ta áp đặt ha, chúng ta tự suy diễn là cái người đó họ như thế nhưng mà thật sự là họ không có như thế đó, nhưng mà chúng ta nghĩ họ như thế đó, rồi từ từ là chúng ta, người ta không có mà mình nghĩ người ta có ha, mình hiểu sai, mình hiểu lầm về một cái người nào đó. Nếu là một cái người bình thường á thì là mình càng ngày càng bị cái nhân quả của mình là mình sẽ càng ngày càng bị nhiều người ghét, nhiều người hiểu lầm ha, mình đi tới đâu là mình bị thị phi tới đó, mình bị thị phi rồi mình gặp những cái trở ngại, những cái khó khăn ha, bao nhiêu chuyện nó xảy đến với mình ha, những cái trở ngại, những cái dự định của mình nó không thành công, nó luôn bị phá vân vân. Đó là khi mà mình hiểu lầm, hiểu sai về một người bình thường là mình nhận cái hậu quả, cái quả báo như thế. Và cái thứ hai là mình hiểu sai, mình hiểu lầm về một cái người mà đạo đức, một cái người đạo đức, một cái người mà họ có cái âm đức lớn, có cái phước lớn, họ là người tốt, họ là người chân chính ha. Đó, họ là người mà biết mà tu tập, giống như là họ tu tại gia đó, họ tin sâu nhân quả, họ tôn kính Phật tuyệt đối vân vân đó, họ yêu thương tất cả mọi người ha, họ làm rất là nhiều việc phước. Mà mình nghĩ sai ha, mình hiểu lầm, người ta làm, mình đứng mình quan sát người ta xong rồi mình không phải là người trong cuộc mà mình suy diễn ha, vân vân đó, thì mình sẽ bị cái quả báo ha, là mình bị thất bại, mình bị thất bại ha, sự nghiệp mình nó sẽ sụp đổ ha, rồi từ từ mình càng nghèo khó, càng vất vả ha, những cái bế tắc, và mình đi đến đâu là mình gặp người xấu người ác đến đó, mình gặp người xấu người ác đến đó, mình không bao giờ có được một cái người thầy lành bạn tốt để chỉ đường cho mình ha, mà xung quanh mình toàn là những cái người xấu ác ha, lôi kéo mình, dụ dỗ mình, cám dỗ mình ha,
theo cái con đường xấu, những cái rủ mình làm những cái việc mà nó lầm đường lạc lối đó, vân vân, và từ từ là mình sẽ bị mất nhân cách ha. Ví dụ trước đó thì mình còn có được một hai đức tính tốt gì đó ha, rồi mình cũng thấy mình tốt tốt ha. Nhưng mà từ từ khi mà mình hiểu làm một cái người tốt, một cái người đạo đức, thì từ từ những cái đức tính xấu của mình nó sẽ xâm chiếm ha, và nó giết chết những cái đức tính tốt đó, và dần dần những cái đức tính tốt đó nó không còn tồn tại ha, trong cái nhân cách của con người mình nữa ha. Nó làm suy đồi nhân cách mình, và nó làm cho cái nhân cách đạo đức của mình từ từ càng xuống cấp ha, và mình sẽ trở thành một cái người xấu, một cái người ác luôn ha, cuộc đời mình nó sẽ tiêu luôn ha. Đó là trường hợp thứ hai đó. Và cái trường hợp thứ ba là cái trường hợp mà mình hiểu sai về Đức Phật nè, mình hiểu sai về Đức Phật, mình hiểu sai về những cái bậc thánh ha, những cái bậc thánh như là Đức Mẹ Maria ha, và Chúa ha, và còn những cái vị A-la-hán ha, những cái vị A-la-hán, những cái bậc mà Bồ-Tát, Đại Bồ-Tát vân vân. Thì những cái hạnh nguyện của những bậc Bồ Tát, những bậc thánh ha, đã làm cho chúng sanh ha, đã giáo hóa chúng sanh ha, những cái giáo lý của người, của các vị để lại, mà đôi khi mà chúng ta là người phàm mắt thịt ha, cái bộ não của chúng ta, cái trí tuệ của chúng ta, cái căn cơ của chúng ta và cái phước của chúng ta nó không đủ trình độ ha, để nó hiểu, để nó tiếp thu ha, những cái giáo lý cao siêu đó ha, hay là về lịch sử cuộc đời Đức Phật ha, nó quá phi thường, nó quá vĩ đại, nó quá vi diệu ngoài cái sức tưởng tượng của con người ha, ha, thì chúng ta cho đó là một cái điều hư cấu ha, chúng ta quay lưng, chúng ta quay lưng, chúng ta không tin, và thậm chí là có người còn cười ha, còn cười nói là đó là cái chuyện huyền thoại vân vân ha, chuyện không có thật, phủ nhận đó. Thì cái quả báo nó rất là kinh khủng ha, là chúng ta sẽ đời đời kiếp kiếp là chúng ta không bao giờ bắt gặp được một cái giáo lý, một cái chánh pháp ha, một cái điều tốt lành gì mà nó rớt vào trong tâm của mình ha, để nó cứu cuộc đời mình cả, không bao giờ có được các bạn, không bao giờ có được. Và khi mà mình không có được một cái hạt mầm tốt ha, một cái hạt mầm của chánh pháp, một cái hạt mầm của nhân quả ha, một cái hạt mầm mà các bậc thánh đã gieo rắc ha, cho chúng sanh ha, để lại cho chúng sanh, mà chúng sanh có bao nhiêu ha, bao nhiêu loài, muôn loài, nhưng mà không rớt được trong tâm của cái người đó, không rớt được trong tâm của cái người đó, tại vì là trước kia người đó đã phủ nhận ha, không tin ha, cái chân lý ha, về cái cuộc đời của các bậc thánh đó ha, cái sự phi thường vĩ đại của những cái bậc thánh, thì cuộc đời họ sẽ vĩnh viễn không bao giờ có được cái hạt mầm ha, mà các bậc thánh đó đã gieo đó. Và cái điều gì xảy ra khi mà chúng ta không có được những cái hạt mầm chánh pháp đó đó, thì cuộc đời của chúng ta sẽ trôi lăn ha, chúng ta sẽ làm ác ha, làm một người xấu ác, tạo tội liên tục ha, tội chồng thêm tội, và cuối cùng là chúng ta sẽ, nếu mà nặng thì chúng ta đi thẳng xuống địa ngục ha, đi thẳng xuống địa ngục vài trăm kiếp, vài ngàn kiếp mình không thể nào biết được, hoặc thậm chí là vĩnh viễn ha, ở trong địa ngục, vĩnh viễn ở trong địa ngục. Còn nếu mà nhẹ nhẹ thì chúng ta sẽ đọa làm thân thú ha, thân thú không biết bao nhiêu ngàn kiếp, không biết bao nhiêu ngàn kiếp, rồi sau đó là chúng ta sẽ mất luôn thân người ha, vĩnh viễn là những cái con kiến, con dồi, con bọ ha, đó, con dế, con giun gì đó. Thì có bao giờ mà chúng ta nghĩ là những cái con vật đó nó sẽ được làm người không đó?
nó sẽ có nhiều đường ha. Mi thì mi không biết, mi không biết chắc và mi không biết rõ, nhưng mi đã được nghe ha, mi đã được nghe những cái vị chân sư nói về cái hậu quả của cái việc mà không tin ha, không tin, không chấp nhận những cái điều mà nó được cho là chân lý ha, chánh pháp, luật nhân quả vân vân, thì mình sẽ bị những cái quả báo như thế ha, tùy vào cái căn cơ và những cái tội nghiệp mà cái người đó họ đã gieo. Cho nên đó là khi mà chúng ta tin, chúng ta cứ tin đi, rồi từ từ là cái trí tuệ của chúng ta ha, cái trí tuệ của chúng ta nó sẽ từ từ nó sẽ tiếp thu được những cái chánh pháp, những cái điều mà chánh pháp ha, mang lại ha, mình tin những cái điều tốt đẹp, những cái điều theo nhân quả, những cái điều theo đạo đức, thì từ từ cái trí tuệ của mình nó sẽ nâng cấp, và từ từ là Phật sẽ gia hộ cho mình ha, hiểu thêm ha, hiểu thêm về những cái giáo lý mà người đã dạy ha, về cuộc đời của người, về những cái đức tính phi thường ha mà người đã làm ha. Khi mà chúng ta tin như thế thì chúng ta được nhiều cái lợi. Còn khi mà chúng ta không tin, hoặc chúng ta không tin thì trước mắt là chúng ta ha, tội nghiệp mình mang rất là nhiều, và những cái người mà ngang bướng không tin thì trong kiếp này á, là họ sẽ nhận cái quả báo là những cái đứa con đứa cháu ha, những cái đứa con đứa cháu của họ là sẽ là những cái đứa mà nó ngang tàn, ngang bướng, lì lợm ha, không tin nhân quả ha, rồi không tin ha, Phật pháp ha. Đó thì nó sẽ làm những cái điều xấu ác, những cái điều xấu ác thì chính những cái đứa đó ha, những cái đứa con đứa cháu hư hỏng đó nó sẽ quay lại nó làm khổ ha chúng ta, nó làm khổ những cái người mà họ gặp được những cái điều chánh pháp ha, mà họ không tin, hoặc cái việc mà thanh tịnh tuyệt đối của Đức Phật này ha, mà chúng ta không tin thì chúng ta gặp cái quả báo rất là kinh khủng, rất là kinh khủng. Cho nên là để làm sao mà chúng ta chữa được nhờ cái bệnh là nặng ái dục ha. Thật sự là trong xã hội có rất là nhiều người bị mắc cái bệnh này mà mình không biết kể với ai, mình không biết chia sẻ với ai, và mình cũng không có phương pháp để mình chữa trị được đúng ha, và diệt tận gốc. Thì và thậm chí là những cái người mà đang làm cái nghề mua hương bán phấn á, đó thì đây chính là cái cách để chúng ta chữa. Thật sự là cái bệnh này á, nó là nghiệp bệnh ha, nó là nghiệp bệnh, thì chúng ta phải chữa bằng cái cách là nghiệp và phước đó. Nghiệp và phước là chúng ta sẽ trước hết là chúng ta phải tin Đức Phật là bậc thanh tịnh tuyệt đối ha, Đức Phật là bậc thanh tịnh tuyệt đối suốt 500 kiếp liên tiếp như thế cho đến lúc người đắc đạo dưới cội cây Bồ đề ha, đó là một sự thật. Và cái thứ hai là chúng ta phải chia sẻ, chúng ta phải nói, chúng ta phải tuyên truyền ha, cho những cái người mà họ chưa biết, chưa hiểu và chưa tin. Đây là một cái chân lý. Đó là cái việc thứ thứ hai. Và cái việc thứ ba là chúng ta từ nay là chúng ta chỉ dành thời gian ha, để chúng ta chia sẻ những cái đạo lý ha, kêu gọi mọi người sống tốt, kêu gọi mọi người tin sâu nhân quả tuyệt đối, kêu gọi mọi người thương yêu nhau ha, kêu gọi mọi người sống có ích ha, kêu gọi mọi người là tôn kính Phật tuyệt đối đó, rồi kêu gọi mọi người là biết kiềm chế ái dục, biết kiềm chế ái dục đó, biết kiềm chế ái dục ha, nó mang lại rất nhiều ha, những cái điều tốt đẹp cho cái cuộc sống này.
những cái đau khổ trong cái cuộc sống này hầu như là do tham sân si và ái dục ha, tham sân si và ái dục. Khi mà ái dục mà trước hôn nhân gọi là tà dâm, ngoài hôn nhân cũng gọi là tà dâm, và phá hoại hôn nhân của người khác cũng là tà dâm đó. Thì những cái nghiệp tà dâm như thế này thì trước hết là người đó sẽ bị lận đận tình cảm nè, đau khổ, lụy tình, bế tắc ha, bị ái dục đòi hỏi ha một cách bệnh hoạn, dẫn đến người này sẽ từ từ là bị mất nhân cách ha, hoặc thậm chí là có người là bị điên đó. Những người mà bị điên đó ha, là vừa chơi thuốc lắc ma túy ha, mà vừa nghiện xét ha, đó có những cái người như thế, đó là bị điên. Khi mà mình bị điên rồi ha, mình bị mất nhân cách rồi thì mình đang hướng về cái phần con á, là con thú đó. Tại vì tại sao gọi là con người, có nghĩa mình là cái phần con và cái phần người ha, nó chung vào cái con người của mình đó, thì mình sống nghiêng về cái phần nào ha, đó là cái phước và cái nghiệp của mỗi người ha, mình quyết định. Rồi khi mà mình không có biết kiềm chế ái dục đó thì cái nhân quả là mình sẽ bị đọa làm thú ha, mình sẽ bị đọa làm thú để mình không phải kiềm chế nữa, để mình không phải kiềm chế nữa. Tại vì cái lúc mà mình có cái bộ não của con người ha, thì mình không có biết tu tập ha, mình không có biết kiềm chế, mình không có biết rèn luyện ha những cái nhân cách đạo đức ha, những hoàn thiện những cái phẩm chất tốt đẹp ha, cái nhân cách của một cái con người ha, làm theo tấm gương của những cái bậc thánh, thì mình sẽ bị vĩnh viễn mất cái thân người ha. Đó. Rồi thì My sẽ giải thích cái việc là tại sao là My nói Đức Phật là một cái bậc thánh thanh tịnh tuyệt đối. Nhưng trước khi mà người trở thành một cái bậc giác ngộ thì người cũng có gia đình, cũng có vợ con, thì con của người ở đâu ra đó. Thì trong cái lịch sử về các bậc thánh thì liên tục có nhắc đến cái phương pháp gọi là sinh sản đơn tính, có nghĩa là không phải được sinh ra từ cái phôi thai đó, mà được sinh ra từ cái phép màu ha, là do những cái bậc Bồ Tát đó mang một cái đại nguyện ha, phải xuống đầu thai ha, hoài thai xuống dưới trần gian, mang cái thân người để làm thực hiện một cái sứ mệnh vĩ đại ha, đã được định sẵn là buộc phải thực hiện ha, những cái sứ mệnh đó để gọi là viên mãn ha, cái hạnh Bồ Tát của các ngài. Thì khi mà các ngài hoài thai thì các ngài có phước rất là lớn, có phước rất là lớn, các ngài chủ động chọn cái người để mà mình hoài thai vào, và cái người mà các ngài chọn đó phải là người đã được chuẩn bị sẵn ha, từ rất là nhiều kiếp trước về cái nhân cách đạo đức ha, có những cái tính cách rất là phi thường, rất là vĩ đại, những cái hạnh rất là tuyệt vời ha, mà người bình thường không thể có được, không thể có được. Người mà được các ngài hoài thai phải là một người có phước đức rất là lớn ha, và được chỉ định sẵn ha, đã được định sẵn từ rất nhiều kiếp ha, cho đến cái kiếp này khi mà các ngài đã đến lúc viên mãn cái hạnh Bồ Tát của mình, thì người đó cũng phải xuất hiện và mang cái trọng trách là hoài thai các vị Bồ Tát. Thì theo cái phương pháp là sinh sản đơn tính đó, thì khi mà Đức Bà Ma Gia hoài thai Thái tử Siddhartha thì
vua Tịnh Vạn và đức bà Maya là đã rất là lâu không có con, và bà luôn cầu nguyện ha là sẽ có một người con. Và trước khi mà được hoài thai thì bà nằm mơ ha, thấy con voi chín ngà, con voi trắng chín ngà từ trên không trung từ từ đi xuống và đi về phía bà, và hoàn toàn biến mất ha, hoàn toàn biến mất. Thì qua ngày hôm sau là bà được hoài thai. Và khi mà Đức Phật đản sanh ha, Đức Phật đản sanh là ngày rằm tháng tư sắp tới này, thì ngài bước ra từ không phải của đức bà Maya, và ngài cũng sinh ra được sinh ra là do ngài chủ động ha, ngài chủ động được sắp đặt sẵn là ngài sinh ra ở vườn Lâm Tỳ Ni, có cái cây u đàm, mà đây là cái loài cây rất là linh thiêng và ngàn năm mà mới nở hoa một lần, và chỉ nở hoa khi có một bậc thánh chuẩn bị xuất hiện ha, để nở, để đón chờ một bậc thánh vĩ đại của nhân loại sẽ xuất hiện. Thì đó là sự ra đời của Thái tử Siddhartha. Và tiếp theo cũng là sự ra đời của ngài La Hầu La, là con của Thái tử Siddhartha, là vì cái nguyện ước của vua Tịnh Vạn là buộc Thái tử Siddhartha phải có con để nối dõi, thì đức vua mới đồng ý cho thái tử xuất gia là đi tu theo cái nguyện ước đại nguyện của người. Cho nên là để mà hoàn thành cái đại nguyện của Thái tử Siddhartha thì một cái vị Bồ Tát ở trên trời cũng tiếp tục làm cái hạnh nguyện là sẽ làm cái đại nguyện cuối cùng là hoài thai để trở thành ngài La Hầu Đa, là con của Thái tử Siddhartha, để giúp Thái tử đạt thành cái đại nguyện của mình là xuất gia tìm con đường giải thoát. Thì ngài La Hầu La cũng hoàn toàn được hoài thai bằng phương pháp sinh sản đơn tính, hoài thai vào bụng của hoàng hậu Jayudhala đó, đức bà Jayudhala là vợ của Thái tử Siddhartha đó. Và bên đạo Chúa là Thiên Chúa ha, Chúa Giêsu cũng hoàn toàn được hoài thai bằng cái phương pháp đơn tính này, là Đức Mẹ Maria là đồng trinh hoàn toàn, cho nên là mới có hai cái giáo phái là Thiên Chúa giáo và Đạo Tin Lành đó. Đạo Tin Lành thì không tin là Đức Mẹ Maria đồng trinh đó, thì không thờ Đức Mẹ Maria, còn Đạo Thiên Chúa thì tin là Đức Mẹ Maria đồng trinh đó, cho nên là có thờ Đức Mẹ Maria, đó là như thế. Và đây là chính là cái điều mà làm cho chúng sanh tổn phước rồi bị tội nghiệp về ái dục rất là nhiều ha, vì chúng sanh không tin vào điều này ha, không tin là có cái phương pháp là sinh sản đơn tính đó. Rồi chính chính vì thế đó cho nên là có rất là nhiều người ha sẽ bị u mê trong cái chuyện tình cảm, và thậm chí là đầu óc của mình đó, là không bao giờ mà mình cảm thấy là mình cuộc đời mình lúc nào nó cũng bế tắc ha, nó cũng bế tắc, nó cũng lẩn quẩn ha, những cái chuyện mà nó không may mắn, những cái chuyện xui ha, những cái điều xấu ác ha,
hoặc là mình toàn mình gặp những cái người xấu ha, trong cái chuyện tình cảm thì mình bị lợi dụng tình cảm ha, mình bị chà đạp ha, mình bị phản bội vân vân ha, rồi nghiệp chướng ha nó bao phủ mình ha, cũng một phần nguyên nhân là do cái nguyên nhân này ha. Đó, do cái nguyên nhân này là mình hiểu lầm về cái sự tuyệt đối thanh tịnh của các bậc thánh ha. Mình nghĩ là các ngài cũng giống như mình đó, mình nghĩ các ngài cũng giống như mình. Thì trước đó mình cũng có nói về cái video đó là thật sự là những bậc thánh là họ không có giống như mình đâu, họ không có giống như mình đâu. Cái chỗ đó của họ ha là hoàn toàn là thanh tịnh ha, trong suốt đó. Thì mi làm cái video này một lần nữa ha, để mi chia sẻ và muốn là sẽ từ nay ha sẽ có rất là nhiều người ha bớt được cái nghiệp ái dục ha, cái nghiệp mà ngu si rồi tự cho mình ha chấp vào cái ý của mình, cái suy nghĩ của mình, rồi tin vào cái suy nghĩ của mình, cho rằng cái suy nghĩ của mình là đúng, rồi suy bụng ta ra bụng người ha, nghĩ hiểu lầm người khác, hiểu sai về người khác đó. Thì chúng ta hãy chấm dứt điều này để chúng ta tự cứu lấy ha cuộc đời của chúng ta, và chúng ta cứu lấy cái cuộc đời của chúng ta từ nhiều kiếp nữa ha, và con cháu của chúng ta ha, cũng sẽ có những cái bậc thánh ha, không phải gọi là bậc thánh mà gọi là những cái vị mà thiên tử ha, những cái vị thiên tử mà họ đã hết phước cõi trời ha, thì họ sẽ đầu thai vào ha làm con cháu của mình ha. Thì khi mà mình có được những cái người con người cháu mà từ những cái vị thiên tử đầu thai xuống ha, thì gia đình của mình ha rất là có phước ha, và từ từ vĩnh viễn là gia đình của mình sẽ đi theo được cái dòng chánh pháp ha, và đi đến đâu cũng gặp được thầy hiền bạn tốt chân sư ha, gặp đúng được cái giáo lý mà Đức Phật ha đã để lại ha, và chúng ta đi theo ha, nương tựa theo để mà từng bước ha chúng ta tìm về cái việc tu tập để mà giải thoát ha. Thì My xin chia sẻ cái video này ở đây, và My cũng chúc mừng những ai mà đang xem ha, và xem được cái video này thì thật sự là các bạn đang có một cái phước ha, một cái nhân duyên rất là sâu dày ha, rất là sâu dày với Đức Phật, vì chúng ta đã nghe được cái điều bí mật này mà chúng sanh hầu như là 99% không có nghe được ha, không tin ha, không tin và không chấp nhận được ha cái chân lý này ha. Và nếu mà cái video này ha mang lại được những điều tốt ha, có phước, thì My cũng xin hồi hướng cho tất cả người xem ha, những người ân nhân của My, những người đã giúp đỡ My, và thậm chí là những người đã đẩy My vào cái sự bế tắc khó khăn, dạy cho My những cái nghịch cảnh. Và trước hết là My xin cúng dường đến Đức Phật và vị chân sư của My đã kéo cuộc đời My về ánh sáng, và cũng xin hồi hướng công đức cho người bà của My đã nuôi dưỡng My từ nhỏ, và cha mẹ của My. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, và chúc các bạn một mùa Phật đản thật an lành, bình yên, may mắn, và tiến tâm trên cái con đường chánh pháp, và càng ngày càng tin sâu nhân quả tuyệt đối, và càng ngày sẽ càng hiểu thêm, hiểu rõ, hiểu sâu hơn về cái chánh pháp
đạo lý mà Đức Phật đã để lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.